Mình mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Thì hiện tại bây giờ là mình đang đứng trong cái gò của ông chú mình các bạn, để quay chia sẻ cho các bạn xem cái đám hành xanh lai mới trồng của ông chú mình nha. Thì cái đám hành này trồng hồi sáng các bạn, thì hồi sáng mình mới đi làm á, mình không có ở nhà quay chia sẻ cho các bạn xem được. Thì mình mới vừa đi làm về nè, thì mình thấy ông chú mình ổng ngồi đằng kia kìa, thì mình ra đây để quay chia sẻ cho các bạn xem và trò chuyện với ông chú mình nha. Đó, các bạn thấy hành ở đây trồng 2, 4, 6 bụi cho một nhịp các bạn. Cái bờ này chắc cũng mét mấy nè. Nó nhìn những cọng hành bự bự không rất là đã các bạn. Đó, ông chú mình ông ngồi kìa. Hình như ông mới tưới xong thì bờ cũng ứ nhèm các bạn. Làm gì ngồi đây sao? Chiều mình đi cắt cỏ rồi mình ra mình thăm ba cái hành luôn. Thăm hành luôn, này mới trồng xong mà thăm gì? Cũng mình trồng rồi chiều mình ra mình coi á. Coi cái... Nó có tróc cốc rồi mình ghim lại trở lại. Có vụ này nữa hả? Ý là kiểu như trồng xong mình tưới coi nó có rẻ hay không á ha. Hành gì trồng dày dữ người ta? Tại mùa nay mình trồng dày đặn mau bán. Mau bán? Vì 6 bụi cho một nhịp. Tại trồng gì này dựng tất 2 nhịp chứ vậy trời? Tất 2 vậy. Rồi tôi cười quá chừng các bạn. Hành nè. Bụi nào bụi này, cái này là một bụi nha bạn, một tép à, tại nó ra 2 trẻ làm đôi chứ không phải là 2 bụi nha bạn. Tại hành hổm mình cũng có quay chia sẻ cho bạn xem rồi đó, hổm là tép cái bụi nào bụi nấy hết thế luôn các bạn. Này trồng mới xong luôn hả? Mới xong bữa nay thì mới xong thì tưới nãy giờ cũng khô rồi nè. Hành chiều mình phải tưới cho nó độ tới chiều lên cho nó khô. Vậy cái này tưới cả mấy giờ? 1-2 giờ mình tưới rồi. Là kiểu như mình trồng hành một ngày mình tưới cả mấy cử mùa này á? Trời, 2 cử. Cử sáng là sáng mình đừng có tưới, khoảng 9 giờ mình hạ tưới. Tưới rồi bắt đầu tới 1 giờ mình tưới cái nữa. Vậy là bỏ tới chiều đặng nó khô đặng nó không có bị ấy ha. Bị thối. Rồi hành. Vậy hổm có 6 bào vậy là trồng đủ không? 6 bào là không đủ, mua 200 kg nữa. 200 kg nữa. 200 kg là từ cái chén xanh đó trở ra vậy. Là từ cái chén xanh này trở ra. Vậy mà tính ra hổm này thấy tại ông trồng dày quá nè chứ mới không đủ nè. Chứ theo đáng lẽ người ta trồng cỡ tấc rưỡi 2 tấc một nhịp là người ta có thể đủ đó. Quá dày. Mà nói chung hành nhà mà trồng không tiếc mà giờ đi không ai đáng để rồi mình can ra hết rồi đủ này này mua 200 kg. Này hành đó cái bụi nó nhỏ hơn bụi này sao? Nó cũng vậy nè, tép cũng vậy luôn. Tép vậy sao thấy cái bụi nó nhỏ vậy? Tại của hành này tại mình trồng để tới 2 tháng. Là hành đó mới có tháng rưỡi à, nó nhỏ. Là hành đó của người ta trồng mới tháng rưỡi ta nhỏ, còn này mình để 2 tháng mình mới nhỏ. Mình để 2 tháng nó bự. Nên cái tép mình bự hơn thì đúng rồi. Cái này là mình mới trồng xuống vậy là mình có phun ra rễ gì không sao? Có chứ. Khoảng 3-4 bữa mình phun thuốc cho nó ra rễ. Thường thường là ông xài ra rễ là loại gì? Loại thằng cơm cá mình á. Cơm cá đơn giản vậy hả? Ừ. Có gì khác không hay là cơm cá không? Cơm cá là xịt ra rễ. Thì cơm cá đó giờ là nó nói chung là ra rễ là nó trồng rồi. Rồi vậy đám hành dần thấy hết lần. Bởi vì hành nhà trồng có khác nè các bạn. Nè. Này dựng tấc hai là một bụi, tấc hai một bụi mà một nhịp cũng tấc hai nữa. Này đó cỡ tấc hai các bạn thấy không, nhìn đây nó vẫn tấc hai gì. Trồng cái này nó tiêu chuông luôn, nó vuông luôn. Chứ người ta trồng bình thường người ta có 2 tấc một nhịp, này ông trồng gì quá vậy. Này, nó dựng lên cái là bắt đầu chừng từng nó dựng lên cái nó dòng nó xanh hết á. Tại giờ mình trồng cái bè bự nè, muốn nó đâm cái đọt nó lên cũng bự nữa. Thì hồi đó giờ ông có trồng hành này thường không sao? Hồi đó lên đất trồng có 1 cây vậy. Là nay mấy năm rồi? Nay cũng 3-4 năm rồi mới trồng lại. Hàng chi đất nó tốt, hy vọng chiếc này nó y như cái quầy đó ha. Nó được như quầy đó thì nó ngon á. Nó quá dày. Thấy hồi đó giờ đi đâu có thấy ai mà trồng dày cỡ dày đâu ta. Các bạn xem nè, cái này là một tép nè các bạn, một tép là cái ông ấy ra ông trồng luôn nè. Còn một tép mà nó kiểu như xé phao các bạn, nó xé phao là nó hai bẹ vậy nè, không có tép ra tại vì một tép mà, tép nào tép nấy trồng.
hiện tại bây giờ ông chú mình ông ra gò, ông bóp bóp mấy cái gốc mà nó bị lật lên, các bạn tưới nước nó lật lên á, chứ chỗ đó chưa khô. Sao chỗ đó chưa khô là không tưới thêm ha, để cái kìa. Ôi, giờ mình đừng có tưới nữa, tưới tại tối nó ướt á. Thì mới trồng đâu có sao đâu. Cái van đó nó bị nghẹt bé thì nó khô. Quá chừng cái đám hành kìa. Cái này trồng dày kiểu dày mà mai mốt mà nó xanh lên cái bít bào luôn lẹ. Tính ra cái này trồng hết 700 kg á, 700 mấy á. Thì của nhà hổm là cân tính ra 6 bào mấy, nó tính ra 500 mấy ký ghê ta. 500 mấy ký. Hổm ông nói có 300 mấy ký mà giờ lên tới 500 thì thiệt cũng. Vậy mà còn thiếu. Thiếu 200 ký nữa. Quá dừng chất lượng luôn. Hành ở đây là ở khu vực mình trồng là lúc nào cũng bờ cao ráo là tủ rơm vậy nha bạn, chứ không có như mấy cái khu vực khác như mình cũng thường thấy là người ta sắn liếp, người ta bồi bùn lên, người ta ghim không có rơm rác gì các bạn. Tại khu vực mình trồng như vậy ha, nó trồng cái gì cũng phải có rơm hết. Các bạn xem nè, một tép. Một tép nó bẻ ra hai nhánh để về trồng luôn, chứ theo đáng lẽ bình thường là mình mua hành cô lái là mình tép ra hai cái như vậy nè nha bạn. Hai cái như vậy là mình trồng được hai bụi nha. Còn này là hành nhà chơi luôn. Đó, quá chừng dữ. Thấy hành nhà mình trồng to luôn. Kệ hành nhà mà mua thêm vậy cũng 200 kg cũng nhiều. 200 kg mua là nhiêu? 200 kg là 4 triệu rưỡi mà nó 200 kg mà nó mình nhỏ hành dơ là nó trừ mình lại còn có 4 triệu á. À là 4 triệu rưỡi còn tính là 4 triệu á. Ừ, cũng như là trừ dơ đất đâu á. À nó tính 4 triệu. Theo đáng lẽ cái hành này nè. Cái hành này mà không có 500 mấy ký nhà này là mình trồng chắc là bỏ vốn là cỡ nhiêu ta chứ. Ý có 200 ký mà nó hết 4 triệu rồi. Mà này 500 ký kia nữa là nó tính ra cả chục triệu, mười mấy triệu hả ta. Sáng chú bà tiễn kế bên ông nói là chịu mà trồng như vậy không á là ông tính là 300 kg là bỏ ra 18 triệu tiền hành á. 18 triệu là chỉ cái giống hành thôi ha. Giống hành á. Thì có 700 kg. Công trồng đều chưa tính á. Thì công trồng hai mấy triệu. Là cái công trồng này mình trồng hết là nhiêu tiền? Tính ra 1,4 triệu. 1,4 triệu. Theo mình tính cái hành mình mua không là phải hai mấy triệu luôn hả ta? Hai mấy triệu rồi còn phân thuốc chưa tính nữa. Phân thuốc chắc cho triệu mình mua đầu hết là cho 21-22 triệu với tiền phân thuốc nữa 30 triệu á. Còn 30 triệu là xong á. Hành này theo bình thường mình trồng á là cả bao nhiêu ngày thu hoạch sao? Rồi cái hổm của ông là ông trồng để giống thì ông để lâu thì được, còn cái này theo như ý của ông là tính ra là 1,5 tháng. Đúng 1,5 tháng và bắt đầu ghim xuống là tới 1,5 tháng. Là giờ mới trồng xong rồi 2-3-4 bữa nữa là mình xịt ra rễ rồi là mình còn xịt gì nữa không? Là mình xịt ra rễ rồi vậy thôi, rồi bắt đầu tới chừng khoảng 10 ngày 10 mấy ngày bắt đầu mình rõ thân. Phân đựng nó ure xanh nữa. Đâu có ure loại mình loại đen trồng hành á. Loại dùng cũng màu xanh mà xanh dương á chứ không phải xanh ure có xanh dương nữa hả? Có xanh dương. Loại đó chắc loại mắc hả ta? Nó cũng mười mấy ngàn ký á. Vì hồi đó nó là mắc hơn cái thằng ure xanh đó. Ừ, thì nó mắc hơn ure xanh đó. Vậy kiểu mới bả có lọn hành nhỏ mới bả trồng vô dần khó coi là ý nói là có lọn hành nhỏ đem ghim vô luôn hả? Ừ. Thì vậy cũng ăn thua gì, thì mấy cái này bự nữa nó bự rồi mà bự nữa cái chỗ này nó nhỏ nhìn kỳ nên nó đang bự mà có ăn gì nó nhìn kỳ. Nó có một khúc hành nhỏ đó. Ừ. Quá chừng cái đám hành. Hành này nhờ có giống nhà chứ ông nội giờ mua trồng không nổi nữa. Thì bởi vậy nếu gò nhiều trồng đâu nổi đâu. Chúng ta trồng được là quá dữ rồi, ai cũng quá đẹp rồi. Theo đáng lẽ 500 kg đó ông càng hết, ông khỏi mua 200 kg trồng gì bắt cho nó dày quá vậy. Thiệt tình.
Tại vì là mai mốt mình đầu tiên là mình có phun thuốc sâu gì không? Hai người. Mới đi lấy cái hiệu thuốc sâu là cái chai thuốc dĩ này. Hiệu hả? Rồi dấu kỹ dữ ha. Hiệu này thuốc sâu trừ sâu đấy hả? Đây nè các bạn nhìn thấy nha. Cái này Vazego 200XC các bạn. Chai này của Bayer. Thuốc trừ sâu. Cái gò mình mà chịu xịt một cái là khoảng 3 chai đó. Một cái gò gì xịt 3 chai là 3 bình. 3 bình. Bình chai này mắc không ta? Cho hồi đó giờ không thấy chai này ha. Ra 190 ngàn. Chai này có chút xíu 190 ngàn. Trời ơi dữ. Tính ra dữ thiệt. Là nhiều khi cái chai này rồi mình phải cầm cái gói trái cà vô nữa là nó mới có chết sâu. Trái cà nó 31 ngàn. Trái cà kiểu Radiant. Radiant nó mới 31 ngàn. Còn kia có 20, 19, 20 ngàn. Trái cà dữ á, cà mắc á. Cái chai vậy mà 190 ngàn các bạn. 190 ngàn. Thấy kinh khủng không? Thì bởi vậy trồng đồ lớn vốn là phải xài đồ lớn vốn chứ. Đồ lớn vốn là phải xịt. Xịt một cử 11 là từ khoảng 500-600 ngàn chứ không có ít. Có gì? Nhà cái này lấy ở đâu giờ giấu đây vậy? Ở dưới Tân Điền chứ. Thôi đây xuống Tân Điền xin cái chai đó về vậy đó. Xin cái chai. Xin mà người ta cho luôn hay là người ta tính ém luôn? Đâu, cái thằng cột chèo ở dưới là nó phải cho. Cột chèo hả? Chứ theo bình thường là chủ gò khác ém luôn không cho đó. Thì cái chai này là Vazego nha bạn, 200XC nha. Thì ông chú mình mới đi xuống Tân Điền. Nói chung là đi xuống Tân Điền để xin được cái chai này về. Để mai mốt xịt cho hành nha bạn. Đó, các bạn thấy không? Buổi chiều cái đống hành mới trà trồng xong là nhìn rất là đẹp các bạn. Thì bây giờ mình sẽ đi vòng vòng lại đây mình quay cho các bạn xem. Đặc hẩm cỏ quá cỏ thì xịt thuốc trái lại có dẹp mầm không? Có luôn. Dẹp mầm. Dẹp mầm thằng ấy hả? Thằng trái tròn tròn. Trái tròn tròn Ronta hả? Mấy chai? Hết nhiêu đây mấy chai? Ba chai. Rồi mà xịt đặn đỡ mà cái cây hành mình đâu có liên quan gì tới cái hột mầm gì đâu sợ. Quá chừng. Hết nói. Trồng rồi thì đấm hành này, trồng rồi thì cũng rất mừng. Nó vừa đủ vừa đó. Thôi kệ quá, mình mua 200kg nữa cũng không có tới đâu á. Theo đáng lẽ là mình ấy là mình vừa đủ luôn mà tính là trồng tới đống rơm đó thôi mà cũng ngán tiền. ngán tiền tính là bỏ khúc đó không trồng rồi bà xã nó hôi kệ giờ lỡ trồng luôn chứ giờ còn khúc nữa không trồng cũng không được. Thì bởi vậy trồng không lẽ nguyên miếng gòn vậy mà trồng tới cái khúc đó là bỏ nguyên khúc vậy coi cũng không được nên trồng hết cho bít cái gò dễ coi chứ đi vòng vòng chung trà động chứ sao. Quá chừng hành này các bạn trồng tép bự to mà dày nè tắc 2-6 bụi một nhịp quá chừng hành nhà trồng có khác thiệt nè các bạn nè các bạn thấy thầy đây là nó là một tép nha bạn một tép mà nó xé phao ra nè vậy là ông để luôn tính ra trồng để bụi dày là nó hơi bị phí nha bạn nhưng mà ông trồng hết luôn nè. Hành xanh lai nha bạn, cái gốc nó màu xanh nha. Còn những bạn nào mà trồng hành đỏ thì mình cũng không biết nữa. Thì đây là hành xanh lai thì mình chia sẻ hành xanh lai. Hành xanh lai thì nói chung là nó xuất xứ ở đâu cũng không biết các bạn. Do thương lái người ta đưa, phải không sao? Thương lái người ta đưa hồi đó đem về trồng. Ta đưa trồng thì từ từ cái ưa chuộng quá mình đặt hành xanh lai chứ cũng không biết nó giống gì. Chứ nó cũng không phải là kêu hành hộp mà ra. Hành hộp là hành hộp. Mà hành hộp cái gói nó tên tiếng gì giống tiếng Hàn Quốc hay tiếng gì á sao? Hành hộp mà mùa này trồng ngon. Thì mùa nắng hành hộp nó trồng ngon rồi. Hành xanh dở chứ. Hành này thì mùa nắng này nó phải lâu phát hơn thằng kia. Hành này mà chịu trồng chừng 10 bữa thôi.
rớt cây mưa cái hết lần. Trời ơi, cái gốc đây gì đâu, bụi nào bụi nấy thấy lỏng khủng không vậy trời. Nè, quá trời. Các bạn coi nè, trồng nè, dày làm như ấy vậy. Quá trời không. Khúc này là hổng hành cao, có khúc đó. Là thì hổng cái khúc hành cao là khúc chỗ nào, chỗ này hay chỗ đó. Nè khúc này nè, khúc này mà hành cao nè. Là cái này trồng riêng á hả? Đó, khúc này khúc hành cao hổng mình có quay chia sẻ cho các bạn xem đó. Thì bụi nào bụi nấy, bự bự này ổng trồng riêng nè các bạn. Này 2 4 6. 6 bò hả gì hổng, một đống 60 kg rộng 6 bò vậy. Mình hổng đây nè, đây vô nè. Ừ. Quá chừng. Trồng quá dày ha. Vậy là ngon rồi. Rồi, thì bây giờ trời cũng bắt đầu sắp tối các bạn, mình cũng tạm thời kết thúc video tại đây ha. Thì cái video mình hay thì các bạn hãy cho mình một like cũng như một lượt đăng ký nha bạn. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo của mình nha.